Cô chú anh chị nghe không? Mới có 5 giờ rưỡi sáng à, mà thực hiện báo động báo quá chừng luôn. Ngày hôm qua tới bây giờ ngày nào cũng báo đó. Mấy tiếng trước thì ít báo lắm, nhưng mà 2 ngày nay báo rất là nhiều. Một ngày báo 4 5 lần luôn, báo cả ngày luôn. Tên lửa bắn vô nhiều lắm, một ngày bắn tới ngày hôm qua mấy chục cái bốn hơn 40 cái tên lửa nằm ở mấy cái khu vực gần Kiev nè, đến Zhytomyr, cái thành phố mà tụi mình đi về nhà ông anh á, đi ngang qua rất là nhiều. Giờ này buổi sáng cho nên là mọi người còn ngủ, ở đây ngủ dậy trễ, 8 giờ 9 giờ 10 giờ mới dậy. Mọi thứ yên ắng à, qua 11 giờ là không có được ra khỏi nhà nữa. Nếu mà ra khỏi nhà sẽ bị công an phạt hoặc là bị bắt. Làm gì làm, 11 giờ trước 11 giờ, sau 11 giờ phải ở nhà, không có được đi lòng vòng, không được tụ tập gì hết, không được đi đâu hết. Đi ra ngoài là bị kêu giống như là bị gián điệp á, không phải người của Ukraine hoặc là người Ukraine làm gián điệp, cho nên là mọi người ở nhà hết. À, xin chào cô chú chị và các bạn. À, cô chú chị biết không, hồi qua giờ kinh khủng lắm. Ngày hôm qua hả, 40 cái tên lửa bắn vào Ukraine từ phía Nga và Belarus. À, còn ngày hôm nay là buổi sáng, như cô chú chị nghe cái kèn báo động, em cả đó quay video ngắn rồi đó, là từ sáng sớm khoảng hơn 5 giờ 5 giờ rưỡi là bắt đầu có rất nhiều tên lửa. Thì nội trong ngày hôm nay nửa ngày thôi, từ sáng sớm đến bây giờ là tổng cộng 14 cái tên lửa đã bắn vô Ukraine từ phía Belarus và phía Nga luôn. Thì cô chú anh chị biết không, một cái tên lửa là bắn vô trong một cái tòa nhà mà cách đây khoảng hơn cách đây khoảng ngày 30 tháng 4 ha, cái ngày cách đây khoảng gần đúng rồi, khoảng gần 2 tháng trước á, là bắn vô một cái ngôi nhà mà gần trung tâm Kiev á cô chú anh chị. Mà lúc bữa đó em đi về quê, à, em đi về cái bữa đó em đi lên Kiev á, hai vợ chồng em đi ngang qua cái khúc đó đó, hồi bữa lúc em có kể đó. Thì họ bắn gần đó có một cái, nghe nói là có một cái nhà kho mà không biết chứa cái gì trong này nữa. Ngay trung tâm Kiev thì chắc chắn là không có cái nhà kho nào mà quan trọng hết trơn á, chỉ là một cái nơi mà cái gara để mà sửa chữa cái gì thôi à, chứ không có gì hết á. Thì cách đây hơn 2 tháng là họ đã bắn một lần, nhưng mà cái tên lửa không có chính xác, lại bắn qua cái ngôi nhà này, cái căn chung cư này mới, nó cách cái đó khoảng năm mấy trăm mét á đó. Thì hôm nay lại bắn lại cái vị trí đó luôn, nhưng mà vẫn không có chính xác, mà bắn vô nhà dân. Thì làm cái nhà dân này nó tan tành là buổi trước rồi, nó chỉ bị hư hại khoảng 20% thôi. Thì hiện tại bây giờ nó hầu như là khoảng 8 lên đến 80% ngôi nhà này bị hư. Thì làm cho một người đàn ông chết và một hai mẹ con phải nhập viện. Đó. Rồi bắn vô một trường mẫu giáo, một cái tên lửa vô trường mẫu giáo, và 2 cái tên lửa được quân đội Ukraine phá hủy trên bầu trời. Đó. Chú anh chị thấy không, từ Belarus luôn, họ luôn nói là Nga đánh Ukraine tại vì Ukraine muốn gia nhập NATO. Nhưng mà những ai mà hiểu á, thì mình không nói rồi, nói cái này này, tại vì mình hơn 4 tháng nay rồi, nhưng mà vẫn có một số người vẫn tin là Nga đánh Ukraine tại vì Ukraine muốn vào NATO gây nguy hiểm cho Nga. Nhưng mà một cái điều này rất là sai lầm. Cô chú anh chị biết không, cách đây mà khoảng tầm gần 9 năm về trước đó, là khi mà cách mạng Màu, là người dân các thời trẻ muốn lật đổ cái chế độ, bù nhìn cái chế độ thân Nga đó, thì muốn thay cái tổng thống, muốn về về phía dân chủ, là họ muốn gần gần một cái nước phương Tây. Nhưng mà Ukraine thời đó nó cũng còn rất là nghèo, tại vì người dân đóng thuế bao nhiêu là đều đưa chính phủ, họ không có sử dụng về cái mục đích, toàn là họ không có chăm lo cho đời sống của người dân, họ chỉ tham nhũng. Vì vậy cách mạng Màu đó nổi lên lật đổ cái chế độ dân, lập lên cái tổng thống mới á. Thì lúc này Nga bắt đầu là chiếm 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 đảo Crimea của Ukraine. Thì
sau khi mà chiếm cái bán đảo Crimea này là họ dùng cái cách là sáp nhập với kiểu trưng cầu dân ý. Họ đưa một cái màn kịch, họ đưa người Nga đến đó, khu vực đó sống, rồi họ tuyên truyền là chính phủ Ukraine thân phương Tây, rồi muốn rất là nhiều cái lý do. Rồi lúc đó, thời đó là có rất nhiều người tin tin vào cái lời này, xong rồi đồng ý gia nhập. Thì sau khi mà đồng ý gia nhập thì hiện tại bây giờ họ rất là hối hận ở cái thành phố Crimea, ở cái bán đảo Crimea này họ rất là hối hận, tại vì họ không có được cái gì từ Nga hết trơn á. Hiện tại cuộc sống ở những người ở những cái thành ở mấy cái bán đảo đó thì họ nghèo, còn nghèo hơn nữa, họ thiếu rất là nhiều thứ. Cái gì cũng mắc internet, còn mạng mạng công cộng wifi thì nó không có được phổ biến, phải xài bằng cái loại mạng điện thoại internet đó, trả tiền rất là cao. Rồi thực phẩm hay những cái thứ gì mà cho nhu cầu cuộc sống đó, thì nó rất là hạn chế và rất là coi như là bị cô lập ở cái bán đảo đó, họ chỉ sáp nhập họ. Cái vấn đề này mình đã nói đi nói lại rất là nhiều lần, tự vì Nga muốn chiếm bán đảo Crimea trong cái khoảng 9 năm về trước, sau khi mà cuộc cách mạng màu đó diễn ra thì Ukraine thấy được cái sự nguy hiểm, họ mới xin gia nhập NATO. Nhưng mà năm lần bảy lượt cái việc xin gia nhập là một chuyện, nhưng mà NATO ta đâu có chấp nhận đâu, tự vì hiện tại thật sự ra thì người ta vẫn sợ cái chế độ của Ukraine trong hơn mấy chục năm nay đó, họ cũng rất là e ngại, cho nên họ không có muốn gia nhập đâu, cái ý định xin của Ukraine thôi chứ mà thật. Nhưng mà họ nói Ukraine gia nhập vào NATO thì sẽ bị gây nguy hiểm cho Nga, sẽ bị đặt căn cứ dân sự gần biên giới của Nga. Các bạn thấy không, sau khi mà gây chiến tranh với Ukraine thì Phần Lan và Thụy Điển là hai cái nước này có diện tích hơn 1.000 km vuông theo biên giới của Nga, thì nếu mà họ từ trước cũng trung lập, nhưng mà sau khi thấy cái cuộc thấy cái sự nguy hiểm rình rập họ thì họ giờ bắt đầu xin gia nhập NATO. Thì cái này là có phải là cái nếu nếu mà nói như Nga thì hiện tại bây giờ họ có thể tấn công hai cái nước này luôn, tự vì họ theo quan điểm là sẽ gây nguy hiểm cho họ, tại sao họ không tấn công mà chỉ là tấn công Ukraine. Cái lý do rất là đơn giản, tự vì họ tại vì nước Nga hiện tại bây giờ là cái chế độ của ông Putin, ông muốn gia nhập, ông muốn lấy cái đất nước Ukraine nhập vô Nga, ông muốn lấy luôn cái đất nước Ukraine, chứ không phải là một cái lý do là tại vì mày muốn nhập gia nhập NATO gây nguy hiểm cho tao. Một được đất nước nghe nói là cường quốc đứng nhì, đứng nhất đứng nhì thế giới về lượng vũ khí bom nguyên tử hạt nhân thì ai mà dám đụng vô, đúng không? Tự vì cái sự hoang mang sợ sệt đó là một cái chuyện, cả thế giới bây giờ người ta ưu chuộng hòa bình, người ta chỉ lo xây dựng đất nước, con người của người ta phát triển lên thôi, chứ ai mà còn mà đi xâm chiếm gì nữa đâu. Mà chừng nào mà nếu mà mình là một đất nước đứng đầu về quân sự, vũ khí hạt nhân á, thì chừng nào mà người ta đụng cho mình đi, xong rồi lúc đó mình mới chống trả, đúng không? Còn cái này chỉ là cái suy diễn, một cái điều lo lo sợ gì mà một do họ tự suy nghĩ tự suy diễn ra, xong rồi họ tấn công Ukraine, giết hại người dân dân Ukraine, làm cái điều này rất là sai sai hoàn toàn. Cho nên là thế giới bây giờ tẩy chay Nga đó, cấm vận tất cả mọi thứ. Thì hôm nay tại sao lại bên phía Nga và Belarus tấn công rất là nhiều tên lửa vô Ukraine, tại vì hôm nay là ngày họp của G7, họp bàn nói về cái vấn đề là năm nay sẽ không có nhập về cái khối lượng vàng vàng của Nga nữa, tại vì hàng năm ở Nga đó họ có một cái khu vực lãnh thổ gần Siberia, gần Trung Quốc đó, thì họ có một cái mỏ khai thác dầu với lại khai thác vàng, thì cái lượng vàng này bán cho thế giới, qua thế giới đó, đặc biệt là G7 này á, thì tính lên con số lượng tiền lên đến 15 tỷ đô đó, thì con số tiền rất là lớn. Cho nên là họ hôm nay bắt đầu họp để họ hủy cái giao thương này, là không có mua cái số lượng vàng từ Nga nữa. Cho nên là ông Putin rất là tức giận. Rồi với lại cách đây 2 ngày á, thì là cách đây 2 ngày hai về gia nhập vô EU á, cách đây 3 ngày thì Ukraine đã được chấp thuận
27 nước chấp thuận cho Ukraine gia nhập vô EU. Thì hiện tại bây giờ lá cờ của Ukraine đã được cắm chung, đứng chung với lại top 27 nước, là bây giờ hiện tại Ukraine nữa là 28 nước, và hình như là mình nghe nói là có thêm Moldova nữa, là hiện tại bây giờ cũng cũng đang nằm trong cái vị trí này, đã được chấp thuận. Thì bây giờ Ukraine chỉ còn thời gian để sửa đổi những cái thứ gì, cái vấn đề gì đó mà còn bên bên EU họ muốn thay đổi, Ukraine thay đổi, thì cái đó chỉ còn thời gian nữa thôi là Ukraine sẽ thay đổi hết tất cả mọi thứ, thì sẽ được chính thức gia nhập vô. Thì hiện tại bây giờ đã nằm trong cái list rồi đó. Đây là một cái điều hầu như là tầm 90% cái vị trí của Ukraine hiện tại ở EU. Thì sau khi những cái kết quả Ukraine được như vậy, được hội nhập với thế giới như vậy á, thì bên phía Nga, cái chính quyền Nga bây giờ họ rất là tức giận, họ họ rất là tức giận cái chuyện này đó. Cái vấn đề họ tức giận nhiều, họ không muốn Ukraine, người dân Ukraine gia nhập Tây Âu nhiều á, là tại vì họ sợ cái người Nga, khi mà người Nga nhìn được cái vấn đề tại sao người Ukraine họ lúc trước cũng giống mình, và bây giờ sau khi họ họ nghiêng về phía Tây, hướng tại phía phía Tây Âu, thì tại sao người dân ta lại phát triển, người ta lại dân chủ, người ta có cuộc sống nó khác đi hoàn toàn á, thì cái sợ cái chế độ nó sẽ bị lung linh, mà nói từ lung linh nha, mà nói từ lung linh cho mọi người nghe cho nó vui ha, cho nên nó sợ lung linh á, nó sợ lung linh, cho nên là dùng mọi thủ đoạn để không cho Ukraine gia nhập vô. Khi mà ông nói là chấp nhận, ok, Ukraine không còn nhập NATO, ok, có thể nhập vô EU á, thì chấp nhận cho cái việc này, nhưng mà thật ra trong lòng không muốn đâu. Tại vì khi mà Ukraine gần Nga á, mà đi theo cái hướng dân chủ á, thì làm bào mòn, làm cái sự suy nghĩ của giới trẻ Nga sẽ bị thay đổi. Họ sẽ cũng có một ngày nào đó họ cũng có một cách mạng màu giống như người Ukraine cách đây 9 năm lật đổ chế độ của mình đó. Từ bây giờ thế giới dân chủ người ta có một cái cuộc sống sung túc, người dân làm đóng thuế cho chính phủ lấy cái tiền đó lo hết cho người dân, lo từ cơ sở hạ tầng, đi xe không có đóng thuế, không có đóng thuế đường gì hết, lấy cái tiền thuế nhân dân rồi thì phải lo lo đến tất cả mọi thứ, lo cho con cái người ta, lo cho cái bảo hiểm của mọi người, lo tiền hưu già hưu trí, đủ thứ tiền hết, người ta sẽ thu vô cái tiền đó và họ lo lại cho người dân có cuộc sống sung sướng, chứ không phải một cái nước độc tài, không phải như một cái nước độc tài lấy tiền thuế xong rồi tham nhũng đó. Tham nhũng hết rồi người dân không có hết, nghèo đói khổ sở. Ngoài ra thì cái thành phố Severodonetsk á, thì hiện tại bây giờ Nga đã chiếm cái thành phố này, quân Ukraine đã rút để bảo toàn cái tính mạng cho những anh lính, chứ không có thể nào mà chống chọi lâu được, tại vì khi nào cần rút thì sẽ rút, còn khi nào có cơ hội tấn công thì sẽ tấn công. Còn cái thành phố Kherson á, thì hiện tại bây giờ không có tin tức gì thành phố này. Vào tuần trước thì quân đội Ukraine đã hầu như là gần hơn, đến rất là gần thành phố, đã bắt đầu tấn công, nhưng mà không có nhiều thông tin nữa, như là đang trong quá trình mà giữ bí mật á, cho nên là không có nhiều thông tin. Còn thành phố Kharkiv thì hiện tại đó không có quân Nga, nhưng mà do gần biên giới Nga cho nên là họ vẫn nã pháo rất là nguy hiểm cho người dân đó. Tội một chút thương hồng sáng giờ. Mình lúc 5 giờ mấy nghe kèn báo động, cho nên là xong rồi mình dậy dậy xong rồi mình nghe, xong rồi khoảng cách khoảng mấy chục phút mình nghe mấy tiếng nổ bùm 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 luôn, to chừng, nhưng mà không biết ở đâu hết, sợ lúc đó mất hồn lại tiếp, mất hồn như lần đầu mà mình nghe, lần đầu ngày 24 tháng 2 đó, cái bụng đau rồi, đau lại luôn. À mỗi lần mà sợ cái gì là cái bụng đau, mỗi lần sợ là cái bụng đau, không hiểu sao luôn. Mình sợ xong rồi tự nhiên cái đường ruột nó làm sao nó co thắt lại, nó làm đau cái đường ruột, đau bụng. Rồi nhưng mà sáng giờ hai cha con Lucas lại ba nó cũng đi đá banh đâu một chút, đi hồi lúc mà 9-10 giờ xong rồi mới về, cũng đi đá banh rồi, nhưng mà anh mắc đi lên đá banh ở trên đó, nhưng mà vẫn nghe mấy tiếng nổ. Cái tiếng nổ này là cái tiếng nổ hai cái tên lửa được quân đội Ukraine phát hiện trên bầu trời á, cho nên nghe hai tiếng nổ bùm bùm
nhưng mà không biết ở vị trí nào, tại vì bây giờ tin tức cũng hạn chế lắm, không có nhiều tin tức của chú anh chị. Với lại một khi mà nghi nhiễm nhiều quá, tự nhiên mình không có cái kiểu sợ, cho nên là nhiều lúc em cũng không có, thực tình là không có muốn quay video luôn, nhưng mà không quay là không được, tại vì một đất nước của mình nó đang nguy hiểm như vậy á, mình tổng thống Zelensky á, hầu như là mình muốn nhắc để mọi người cùng nhau để quan tâm để cho Ukraine không được, không bị cô độc á, cho nên là mình cố gắng quay video để nói nhiều, để mọi người support Ukraine nhiều hơn, ủng hộ Ukraine nhiều hơn, với cùng nhau ủng hộ đi với Ukraine. Chứ mà nhiều lúc mà mọi người không quan tâm, mình không quan tâm, thì mọi người đôi lúc sẽ không có thấy nhiều tin tức á, cho nên là đôi lúc sẽ bị quên lãng. Nhưng mà ở đây thật sự có những ngày á, 2 ngày, ví dụ 2 ngày 3 ngày mình không dám xem tin tức luôn, coi như là mình cảm thấy mệt á, xong rồi không có xem, không có xem tin tức, không có muốn tin tức gì nữa luôn, coi như là bỏ qua vài ngày để cho được thoải mái một chút xíu. Chứ thật sự nó rất là áp lực, tại vì sống ở một đất nước bên ngoài chiến tranh á, thì có thể tin tức nhiều, một ngày đăng lên 5 10 cái video chuyện bình thường, tại vì họ nói gì nói nhưng mà họ không có chứng kiến được cái sự việc. Còn mình ở đây thì mình cảm giác được cái sự nghi hiểm đó, cho nên là đôi lúc cái tin tức mình không dám nói nhiều. Với lại những cái tin cảm thấy lo, cho nên là nhiều khi mình quên thì nó đỡ bớt, cái tâm trạng mình đỡ bớt lo. Còn mà mình nói nhiều á thì cái tâm trạng mình nó lại khác à đó. Cho nên cô chú chị thông cảm, bữa nào mình không quay đôi thì lúc mình lo lắm mình không quay video được. Ok, hôm nay em quay video đến đây. Cảm ơn cô chú chị đã xem cái video này nha. Tạm biệt rất là nhiều. Cảm ơn cô chú chị đã ủng hộ Hoa Rang của mình nha. Bye bye.